Số cuộc điện đi rừng Thanh Tấn xin chào toàn thể tất cả các anh em đang xem video nha. Thì hôm nay do cái nhu cầu anh em là hết tìm một cái cây sào nhôm giá cả nó cũng bình dân mà cũng bền bỉ để tiêu dùng, bẫy cu, bẫy chớp, bẫy bìm bịp đó vân vân. Thì hôm nay shop nhập về cái lô hàng là sào inox không rỉ, giá bình dân cho anh em ha. Sào này thì nó dày độ khoảng tầm 1 ly nha anh em. Nhôm da inox, sào này là chất liệu là inox không rỉ nha anh em. Đó. Cây này nó là cây cây 4 mét nha anh em. Thì nó có là 4, 5 và 6 mét thì chúng tôi bán 3 loại 4 và 5 là 6 mét. Đó, thì khi bán cho anh em thì chúng tôi sẽ tặng cho anh em theo một cái móc treo lồng như thế này. Đối với loại sào inox này thì khi bán cho anh em là có cái móc treo inox như thế này, móc treo treo lồng như thế này cho anh em nha. Trước mắt anh em đang là cây 4 mét nha. Đó. Đó, anh em thấy là chất liệu là inox. Đó, nó có bo những cái đầu như thế này cũng nhìn rất rất là thẩm mỹ rồi. Giá cả những cái sào này thì rất chi là bình dân nha các anh em. Giá thì anh em mua hàng thì cứ alo trực tiếp trên số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình, thì giá khoảng tầm trăm mấy 200 tùy theo cây nha anh em. Đó. Thì cây này là cây 4 mét, rồi tiếp đến là cái cây 5 mét. Nói chung là cái cây 4 mét á là nó sẽ có 4 khúc, 4 mét nó sẽ có 4 khúc. Đó. Đó. Khi mà thâu lại hết thì cây 4 mét này nó cao khoảng 1 mét 11, 12 gì đó. Nó cân nặng là khoảng 700 gram. Còn đối với cây sào mà 5 mét này á, sào này là sào 5 mét. Đó, inox không rỉ. Thì nó có 5 khúc, đối với 5 mét thì 5 khúc 1 2 3 4 5. Đó, thì cân nặng nó khoảng 1 ký mốt. Khi thu lại thì nó còn khoảng 1 mét 2. Đó. Còn đây là cây sào 6 mét. Đó, 6 mét nó 5 lóng. Đó. Thì mỗi lóng của nó là 1,2 m, thì khi mà thu lại hết nó khoảng tầm 1,4 m nha anh em. Cái sào này nó khoảng 1,4 m. Đó, sào này là đều là sào inox, cân nặng của cái sào inox 6 mét này là khoảng 1,3 kg nha anh em. Đó, thì anh em mua thì chúng tôi sẽ tặng cho anh em theo một cái móc này. Đó. Sào này thì nó rơi vào bảng giá khoảng trăm mấy 200 ngàn, hơn 200 ngàn một cây nha anh em, tùy theo số mét. Đó, cũng như tùy theo phí vận chuyển. Đó. Thì hôm nay là hàng về rất là chi là nhiều, mấy chục cây. Đó thì đem tạm ra đây cho anh em xem, thì trong kho nó cũng còn nhiều. Thì anh em nào có nhu cầu mua thì cứ alo trực tiếp đến hai số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình. Đó, chúng tôi sẽ giao hàng toàn quốc cho anh em bằng đường bưu điện nha. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng đó, chúng ta sẽ mở ra xem chúng ta mua đúng sản phẩm chưa, đó, đúng sào 4 mét chưa, sào 5 mét chưa. Đó, thì lưu ý với anh em là thí dụ như cái sào này là 4 mét thì khi anh em rút ra thì nó sẽ không còn đủ 4 mét, nó sẽ còn lại 3 mét mấy nha anh em, tùy theo cây sào nha, chứ không phải là cây nào nó cũng như nhau đó. Bởi nguyên nhân nó không đủ 4 mét là đó, nó bị kê nhau ở một đoạn như thế này nhé anh em lưu ý giùm đó. Ví dụ lóng này với lóng kia nó kê nhau thì chúng ta trừ hao, ví dụ như cái cây 4 mét như thế này thì khi chúng ta kéo ra hết sử dụng thì nó còn là khoảng 3,8 m, 3,9 m nha. Đó. Chứ nhiều anh em đừng hỏi tại sao tôi mua cái sào 4 mét mà giờ tôi kéo ra còn có 3 mét mấy, ăn gian hết của tôi hết một khúc, cái đó là không phải nha anh em. Đó. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các video clip kế tiếp nha. Anh em nào mua hàng thì cứ alo trực tiếp đến hai số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình nha.